hai tập đoàn gia đình châu Á tranh giành công ty Fraser & Neave. Đông Nam Á, một thiên đường của du lịch, cũng là một bãi chiến trường cho hai gia đình giàu có. Một gia đình đến từ Thái Lan, một đến từ Nam Dương. Mục tiêu tranh giành là Fraser & Neave, gọi tắt là FN, một tập đoàn Singapore với sự hiện diện trong lĩnh vực đồ uống, bất động sản và xuất bản. Thỏa thuận trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim sẽ là hợp đồng lớn nhất khu vực và người chiến thắng được bảo đảm sẽ nắm giữ một phần của lĩnh vực tiêu dùng Đông Nam Á đang ngày càng mở rộng. Một bên là ông Charoen Sirivadhanaphadi với tài sản được phục ước tính trị giá 6.2 tỷ Mỹ Kim là người giàu thứ ba ở Thái Lan. Còn phía bên kia là tộc trưởng gia đình Riady, ông Mokhtar Riady với tài sản được ước tính trị giá khoảng 650 triệu Mỹ Kim là một trong số 40 người giàu nhất Nam Dương. Là con trai của một người bán hàng trên đường phố Bangkok, ông Charoen đã gây dựng gia tài của mình trong lĩnh vực rượu, với tài sản hiện nay bao gồm thương hiệu bia Chan. Ông cũng là một nhà đầu tư trong bất động sản, bao gồm các khách sạn sang trọng. Ông Mokhtar Riady là con trai của một người nhập cư, chủ một cửa hàng tạp hóa. Từ trẻ, ông đã có năng khiếu trong ngành ngân hàng và đã thành lập tập đoàn Lippo, kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, bất động sản và bán lẻ. Một tài sản bất thường đó là khu đồi San Diego, một khu nhà gần Jakarta, bao gồm một nghĩa trang, công viên và một nhà hàng Ý. Cả hai gia đình đều có gốc Trung Hoa. Năm 2006, những người biểu tình và các nhà sư Phật giáo đã xuống đường để phản đối kế hoạch của ông Charoen muốn niêm yết công ty đồ uống Thái Lan của ông tại Bangkok vì lo sợ công ty này sẽ quảng bá việc uống rượu. Thay vào đó, ông Charoen đã niêm yết tại Singapore. Năm 2001, mối quan hệ giữa James Riady và Bill Clinton bị phơi bày trước ánh đèn sân khấu. Ông James đã phải trả những khoản tiền phạt kỷ lục và bị cấm vào Hoa Kỳ sau khi nhận tội đã đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của vị cựu tổng thống. Cả hai gia đình với các nguồn tài lực mạnh mẽ và bất kể số phận của tập đoàn FN thuộc về ai, thì công ty cũng sẽ có một vị trí trung tâm khi mà khu vực Đông Nam Á trở thành một thế lực lớn hơn trong thế giới đàm phán hợp đồng.